Nóng, thành phố Hồ Chí Minh không tụ tập quá 10 người, tạm dừng toàn bộ các dịch vụ cắt tóc, gội đầu, quán ăn vỉa hè, quán cà phê. 16 quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh có F0, F1 liên quan đến 25 ca dương tính COVID-19 mới. Trước tốc độ lây nhiễm của các ổ dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố đã yêu cầu không tụ tập quá 10 người, giữ khoảng cách 2 mét và dừng triệt để các hoạt động tôn giáo, lễ hội để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Ngành y tế đề nghị nâng mức phòng chống dịch, người dân không nên ra khỏi nhà trong trường hợp không cần thiết, luôn tuân thủ 5K. Để phòng chống dịch COVID-19, Giám đốc Sở Y tế đề xuất các giải pháp nghiêm ngặt hơn. Cụ thể, các công sở cần thực hiện khai báo y tế bắt buộc với tất cả người đến làm việc. Quá trình truy vết, ngành y tế đánh giá ổ dịch tại quận Gò Vấp đã lan ra cộng đồng rất nhiều. Với mức độ giao thương của thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ sau 2 giờ là sẽ có những biến chuyển dịch bệnh, ông Bỉnh nhận định. Nếu vẫn tiếp tục cho tụ tập trên 20 người, e rằng tốc độ lây lan dịch bệnh sẽ nhanh hơn và khó kiểm soát hơn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đồng ý đề xuất của cơ sở y tế về việc dừng các cuộc họp không cần thiết. Việc tụ tập ven đường, quán cốc còn diễn ra nhiều và khách thường không đeo khẩu trang. Đề nghị tất cả quận, huyện, thành phố xử nghiêm việc này vì đã không cho bán hàng tại chỗ ở quán nhỏ. Ai không đeo khẩu trang thì cần phạt ngay, không nhắc nhở nữa. Ông Dương Anh Đức đề nghị. Sáng ngày 27 tháng 5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp khẩn sau khi phát hiện 25 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng, quận Gò Vấp. Báo cáo tại cuộc họp, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian chờ xét nghiệm ca nghi nhiễm ở bệnh viện Nhân dân Gia Định đã phát hiện thêm 2 trường hợp nghi nhiễm. Cả 3 trường hợp nghi nhiễm này đều sinh hoạt tại Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng. Theo ông Dũng, trong danh sách đăng ký sinh hoạt có 24 người, trong đó có 4 người ở cùng một gia đình ở Gò Vấp. Tuy nhiên, số lượng người tham gia sinh hoạt có thể nhiều hơn, bởi vì có thành viên đăng ký đưa thêm người trong gia đình đi sinh hoạt, ông Dũng nói. Từ 3 ca nghi nhiễm đó, lực lượng chức năng đã triển khai truy vết ngay trong đêm trên địa bàn 8 quận huyện có thành viên nhóm này. Mức độ lây nhiễm của chuỗi lây nhiễm này rất cao, có khả năng mầm bệnh đã xuất hiện trước đây, có khả năng lây lan trong cộng đồng, ông Dũng nói. Qua truy vết, cơ quan chức năng đã phát hiện 25 ca nghi nhiễm, 16 quận huyện có F0, F1 liên quan điểm sinh hoạt của Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng ở quận Gò Vấp. 16 địa phương ở thành phố Hồ Chí Minh có liên quan ổ dịch này gồm thành phố Thủ Đức, quận 1, 3, 4, 5, 10, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!